anh có tấm che rồi hả? Thôi có là thôi, tại vì đem tấm che, tưởng anh cần tấm che chứ. Hi. Wow, đi nào hả? Ồ, ngon quá, còn gì nữa? Thịt kho hả anh Long? Ham hả? Ai nấu vậy? Nấu cơm mình nấu này. Anh Phụng nấu cơm hả? Ừ, chưng từ. Cơm giống sống quá vậy? Ừ, khô. Sống phải không? Trời ơi, sao vậy? Okay. Vậy hả? Phải thêm nước vô. Anh Phụng này có đi làm phải không? Anh có đi làm phải không? Sao nghe nói anh đi kho nó đi làm? Tới. Chơi chứ mới đi làm. Ồ vậy hả? Vậy là anh có tấm che rồi, anh khỏi cần nha. Tại em cầm tấm che xuống mà anh có rồi thôi. Rồi. Anh ê, Phụng. Có gì vậy? Có gì vậy? Anh Phụng. Phụng. Có mần hả? Ừ, anh lấy hả? Lấy đi. Mở ra lấy đi. Cái mền á. Ừ, cái mền á. Lấy hết luôn. Cái mền nó bự lắm đó Phụng. Nó ở dưới còn gì dưới hay gì á Phụng ơi, mở ra. Có rồi. Có không? Không. Ê, anh Phụng. Hả? Anh Phụng. Anh Mía đi đâu rồi? Không biết. Ông dọn rồi hả? Ừ. Anh Mía dọn rồi hả? Đâu có, kế bên đó. Nấu cái liệu ổng đây mà. Liệu kế bên là của Mía. Nấu liệu này của ổng một lần mà. Ừ, mà bỏ rồi. Ồ, bây giờ mua qua cái liệu kế bên liệu mình nè. Liệu nào của anh Phụng đâu? Ồ, liệu này anh Phụng hả? Ồ, vậy hả? Ổng đi rồi hả? Còn có thật không? Ổng giờ này ổng đi rồi hả? Rồi liệu đằng kia của anh Quang hả? Ừ, Quang. Vậy hả? Ổng làm bự vậy đó hả? Dạ. Thôi anh có tấm bạc là được rồi, em tính cho anh tấm bạc mà có rồi thôi. Cái này đất. Không, em nói chuyện em mới đem tấm bạc cho anh nhưng mà anh có rồi thôi. Ừ, có rồi. Rồi bỏ vô đi. Đi nào. Hả? Cái anh Quang. Hai thùng nước trên đây ai đổi vậy? Không biết của ai đó, một cái vậy đó. Vậy hả? Anh Quang. Ê. Em có cái thùng nước bự kìa anh lấy không? Thùng nước bự chỉ có này. Anh có không? Có hai cái lon đủ xài, bự thì cũng tốt mà nặng quá mỗi lần gạo đổi nó xe. Bự bự nổi hả? Thì mình đổi ít lại. Đổi ít lại cũng được mà có thì lấy để dành mấy mốt mà. Thì em để đây rồi. Kiếm cấp qua. Ừ, để đây thì anh Phụng có cần nước không? Có, nước nước đó. Anh Phụng ơi. Vậy nói nghe nè. À, vậy anh Phụng lấy cái bình lớn đi, đừng lấy bình nhỏ, lấy bình lớn đi. Ừ, biết sao không? Rồi anh em có xài chia cho người ta xài rồi lâu lâu đổi. Lấy bình bự luôn đi được không? Hay là muốn lấy bình nhỏ? Được. Lấy bình bự đi. Lấy bình bự đi. Lấy bình bự để trong liều rồi anh em thiếu thì cho người ta uống. Cái luôn. Lấy chị tham chứ để cái bình nhỏ cho người khác. Đi nào? Cho anh Quang. Anh Quang đằng kia kìa. Đi đi lấy bình bự đi. Bình bự này ừ. Để bình nhỏ xuống bưng lên. Để bình nhỏ xuống ông hai. Để ngồi đi. Rồi làm gì đeo bao tay nữa vậy? Hút lát. Trời ơi, ông bảy đây nè, liều anh bên đây nè, liều anh bên đây nè. Đâu? Đó. Để trên bàn đi. Để trên bàn luôn hả? Ừ. Anh kêu anh Quang có lấy nước không? Kêu anh Quang lấy nước ra. Ủa ai đốt đèn le lói bên đây vậy? Hello. Ừ, phải lên nè. Anh Quang hả? Ừ. À, có lấy bình nước không? Ra lấy bình, anh còn bình nước không? Có, mới lấy hai bình rồi. Vậy hả? Ở thì... Anh đang đốt lửa hả? Ờ. Ừ. Đốt lửa vậy cháy sao? Có đâu, có cái đồ gạo mà. Ồ vậy hả? Giờ đốt lửa ngồi mình vậy đó hả? Có ngõ thừa nó lợi. Anh có mền rồi hết rồi phải không? Có ngõ thừa nó cho ngõ thừa cái mền sleeping bed đi. Nó không đủ không? Đủ ấm đâu. Thì sleeping bag để lạnh chút xíu em cho. Ở thời nó cần á. Bây giờ xài đỡ đó đi rồi tới rồi lạnh lạnh chút cho. Có lấy vớ không nè? Lấy gì? Vớ. Luôn. Còn. Còn hả? Ok. Cảm ơn. Dạ. Ủa ông Mía giờ ông đâu mất tiêu rồi không thấy ông? Giờ ông bên đó. Ừ nhưng mà không thấy ông. Bây giờ có ai lấy vớ không nè bà con? Có luôn. Vớ không? Có luôn. Ok đợi chút. Anh cho giùm em quay kìa. Có chừng nhỏ, hơi nhỏ không? Vừa mặt chật chật cho nó ấm, mùa đông mà. Hơi ngắn cái bụng chú. Được không? Được. Được hả? Lông. Bực á, đưa lông. Hả? Cái gì? Không, đem tới bạc xuống cho anh nè. Anh Long có lấy vớ không? Ông Nghệ đó lấy vớ không? Ông Nghệ kế bên đó. Hỏi ổng đi. Vừa qua đây sóc. Phi. Phi hả?
You one and a long long one, okay? Thank you. Uh-huh. Anh Quang có muốn lấy bánh ăn không? Có thì cho, có gì lấy bánh. Quang kia. Anh Quang bên kia luôn, hai anh Quang luôn. Anh có rồi ha. Anh Quang, nãy em cho bánh chưa? Chưa hả? Vậy hả? Vậy ra đây lấy này đi. Dớ hả? Đi ra này gì mấy anh? Coffee nãy cho anh rồi phải không? Rồi đi khác đồ qua đèn đem mới ghê chứ. Cái này như một của con gái hay gì á. Ờ, con gái không? Bánh cho con tui còn bánh qua đi. Anh Phụng có lấy bánh ăn không? Phụng có lấy bánh không? Cái này giống đi bán chợ đêm quá. Có lấy bán này luôn không? Nè, chip nè. Bán đem ai ra, ăn gì ra lấy nè. Cà phê Phụng còn không? Không được không? Mới có cho này hả? Anh Quang lấy bánh lên nè, anh Quang ơi. Nãy anh ốm quá à. Ốm thì vậy thôi, không anh có lấy quần áo gì không? Đây mấy người ốm có lấy quần áo không? Có quần áo, cho quần áo hay không? Không, quần để áo em coi. Không biết, để em coi. Quần áo cũng được, áo này cũng được, áo này cũng được chứ. Thôi, cái đó là chân nhỏ đó. Áo này cũng vừa nhỏ, nhỏ anh gọi ra cho em coi nè, cái đó nhỏ, nhỏ anh mừng hả? Nhỏ mặt cho nó ấm. One size fit all mà, One size fit all. Này như con gái không ơi? Con gái, anh cho bà Mai, này con gái nhỏ xíu à. À. Ồ, quần nó đã quá. Để mua cho nó họ mặc. Anh bà, gái có đàn bà hả? Đàn bà, đàn ông nữa, bà ngủ rồi, đàn ông, đàn bà, ai dòm. Mặc tối bụng. Ờ, dạ. Cái này khôi bà. Ờ. Khôi lấy không? Bụng cho bự quá khôi. Ờ, đó là khôi mặc được. Mặc ngày mặc thường chứ đâu đêm coi thử ra. Bó tài chứ. Khôi, cái quần đó khôi lấy không? Đấy. Có hai cái nè khôi, mà rộng lắm. Ờ, lấy một cái. Anh Phụng đổi cái đó cho anh Quang đi nghe, được áo kia cho anh Quang đi nha. Nhớ em cho hết rồi phải không? Rồi. Rồi vậy thôi chắc hết 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 rồi. Ủa anh Long nãy có lấy cà phê không? Cái cậu người Phi lấy không? Gì nữa không? Đó, anh thằng kia Quang là Quang gì vậy? Sao kêu sao biết hai người không biết? Vậy giờ không biết Quang gì vậy? Đi 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 lại đây. Rồi rác bỏ đây. Rác luôn hả? Rác này còn đây nữa này, lấy mình bỏ rác luôn đi. Yeah. Ở dưới. Hả? Ở dưới bằng lái hả? Ừ, ở đây hả? Gần đây phải không? Ok. Qua đây đi, tưởng đi sau nữa không đi. Chết nhà cho hết nước. Đẩy cho anh lại. Cái mền sạch đó hả? Mền sạch luôn á. Trời ơi, mền hay là không có cho đồ gì dơ hết trơn nha. Mền sạch đàng hoàng á. Bay hai anh Quang nè. Bay anh Phụng nè. Bay anh Long nè. Good night nha. Ờ cái liều của anh Long bụi quá rồi anh Long ơi. Ờ cái lò lửa của anh Quang kìa. Lần đầu xuống đây. Wow, he have a one bicycle. Dạ, ồ anh Việt Nam chạy đâu mà hai chiếc xe dữ vậy? Hả? Tối mà còn biết hay lành hay ha. Dạ. Tối mà còn nghe tiếng viết phải không? Xe đạp ở đâu đẹp dữ vậy? Dạ. Thế xe đạp ở đâu đẹp dữ vậy? Đẹp quá ha. Chạy xe đẹp không á? Dạ.
2. Đi đâu vậy? Đi dạo đi dưới suối đêm, suối đêm. Hả? Nát hết rồi. Hết rồi. Còn bánh không à? Ờ còn bánh, còn cho bánh đi. Bánh nè. Cho người 2 cái thôi. Anh này ăn bánh không? Không hả? Có vớ. Trời, có lý à. Dạ. Anh cần. Anh lấy vớ thì có vớ cho. Đây, hai cái nữa. Cho hai cái vớ đi. À, hai cái nữa. Cho con dạo phải không? Dạ, dạ. Còn cái thế nào không thấy? Từ từ, thấy sạch. Đâu cho cặp này, kéo ra. Từ từ. Đang ngồi dưới kia. Trần đeo hả? Trần đeo hả? Dạ. Mày cũng 2-3 chiếc chưa đâu ít hả? Cho anh này, anh Thành thêm đôi nữa đi. Ừ, cho còn người giấu nữa chứ. Cho anh thêm 2 cái bánh nữa anh Khanh. Thôi em làm chung với anh Khanh mà. Rồi cho anh đó đầu giấu đi. Hả? Đó đầu giấu đi. Chung hãng hãng nhận cây bồ gì đó nè. Bên Tết. Dạ, dạ đúng rồi. Ủa bên giờ mày ở đây hả? Em ở nhà em ở đây nè. Ủa hai người giờ mới nhận dạng hả? Đâu biết. Em biết anh nhớ lâu rồi chứ. Chưa làm cùng hãng. Ồ vậy hả? Rồi ok. Ok, good night. Anh tên gì qua mày xin lỗi. Long. Long, ok. Tối vậy mà còn nghe tiếng hay lầm, tại tiếng hay lầm giống trong nghe. Đi, em biết rồi, được rồi, sáng rồi, quá sáng rồi. Ba lai rồi, không cái bên kia sáng hơn. Vậy ha. Bốn cái nữa lên cái sáng rồi mà. Dạo này hay lần đi suối ban đêm không ạ? Mai mốt em gặp anh Khanh là em rủ anh Khanh đi nha. Ok, chuyện nhỏ, nếu mà không đi đâu. Thường là chiều 4 giờ tôi đi tập. Tập thể dục hả? Ờ. Thèn chi trẻ phải rồi. 4 giờ là đi tập, khoảng ăn tiếng mấy. Ừ. Xong thì về có ai sát rồi ăn không mua. Ồ vậy hả? Bye chị Mai nha. Bye đôi đũa lệch nha. Good night. Trời, hai người đôi đũa lệch thiệt ha. Chị Mai chị Sáu mấy tuổi rồi đó. Ê, Tham Mì nó nhiêu tuổi rồi coi? 30. Gì 30? Tham Mì lắm thì 30. Coi coi nó giác cái quần trên vai nó thấy ghê không? Ê coi ơi. Cái chỗ anh Hoàng là chỗ hồi xưa anh đậu qua đời phải không? Đậu ở đây thôi, anh còn anh đậu ra kia. Hả? Hồi xưa anh đậu đây. Thì hồi lúc anh đậu qua đời kìa. À. Chỗ này phải không? Xưa anh đậu lên này. Nhưng mà lúc anh qua đời là chỗ này phải không? Chắc vậy. Chỗ anh Hoàng nè. Yeah. Liệu này của ai vậy ta? Của bà bác cha. Hả? Của bà mẹ bác. Ô bà mẹ đó. Ôi ôi hai người rác đó kìa. Đó, hai người lo rác cả ca xích đó. Bộ chuẩn bị có em bé hay gì có ca xích nữa vậy? Ai? Đi lấy đồ hả? Rồi đi xuống phải chừng cẩn thận. Hồi nữa anh Canh về lấy nước rửa chân. Đúng rồi, bắt buộc. Bùi không? Rửa chân. Ở đây liều nhiều quá vậy. Wow, đây quá trời nhiều liều vậy. Lời của ai dữ vậy? Uh-huh. Anh Khanh này lâu lâu lần đầu tiên dắt con xuống suối mà dắt ban đêm nó mới ghê chứ. Ai à? Ai vậy? Nhỏ Phi hả? Cho miếng bánh đi. Hỏi nó ăn bánh không? You need cookies? You want sauce chứ? Sauce? Dạ, cho nó sauce đi. Cho nó sauce đi anh. Anh để vô cái chừng nó rớt á. Ok. Đi. Đâu biết rồi. Thôi. Anh Hoàng ơi. Trời giờ này mới ghê chứ, nghe tiếng mà không biết nữa hả? Sợ không? Nghe tiếng sợ không? Giờ này còn làm gì nữa à, ngủ hả? Ngủ sớm vậy? Không phải gì đâu ngủ đâu. Vậy đó hả? Còn bình nước nó cho anh Hoàng giùm em đi anh Khanh. Cho anh Hoàng bình nước nó đi. Chứ cho vớ, anh lấy vớ không? Cho anh Hoàng 2 cái vớ đi. Hả? Cho anh 4 cái bánh đi anh. Anh ít. Thì em đi trễ cho anh 2 đôi vớ luôn. Trời ơi, có đài tiếng Việt nghe nữa chứ. Có đài tiếng Việt nghe nữa kìa anh Hoàng, đã vậy. Cho anh 2 đôi vớ đi anh Khanh. Anh coi có cái áo nào cho anh Hoàng luôn giùm em ơi. Coi có áo cho ảnh không anh? Đem vô rồi kìa. Đem vô đi. Thấy đi tối quá ha.
Tại có người em mới dám đi giờ này á, tại em bận công chuyện giờ mới rảnh. Tại có người đi em mới dám xuống, mình em đâu dám đi. Đó có cái áo, coi cái áo nào anh bận được không, vòng coi. Hay là để em lục cho. Đợi để em coi cho. Con chưa? Chết mẹ bụi. Sáng. Anh có khe áo này thì em nghĩ đàn bà đàn ông bận được hết, anh có khe không? Áo này mặc ngủ rồi đàn bà đang ngủ quan trọng. Ấm hiểm okay, luôn đó. Ok, áo này được đó. Okay. Ngủ đi ok, đâu đi ra ngoài ok. Đó, quần mặc ngủ. Cái quần này hơi rộng chút sao? Được đó. Còn rút dây lại ha. Em nhớ hình như có cái áo này em cho anh được. Cái gì này vậy? Bắn. Bắn cho chó luôn đi. Chó ăn luôn đi. Bắn cho nó phi luôn. Nè anh ơi, anh Hoàng ơi, cho anh bánh luôn nè. Tại anh Hoàng nó đứt lên chảnh. Nè, ốm yếu quá. Thôi để dành ăn luôn đi nè, cho anh hết luôn á. Ok. Vậy thì cứ bẫy bỏ cho bị luôn. Lấy bị không? Lấy bị xả rác chứ làm gì? Không. Em có một cái áo rồi, để em có cái áo đó đâu mất tiêu rồi. Đưa rồi. Không, có cái áo lạnh nãy anh đưa ai? Nãy anh đưa cho ai đó. Anh đưa ai nhỏ xíu sao anh đưa mấy người kia, anh Hoàng vẫn vừa. Rồi xong, anh đưa ra hả? Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi áo này em quàng, anh không quàng đâu. Hả? Đợi em chút xíu, anh thói em quá. Thói hù, anh thấy em thấy đường gấp mồi không? Ha, áo này dễ thương nha. Mickey Mouse nha. Kiu kiu. Rồi gáo lạnh nãy anh chắc anh thanh cho ai rồi. Xong rồi. Thôi vậy đi. Anh là những cái miếng bạc lắm anh. Anh cần hả? Anh cần che gì? Anh cần che gì? Thấy đầy hết đường xin gì nữa. Nó lủng rồi. Lủng rồi hả? Ok. Vậy cần hả lấy nha. Ok con chứ. Dạ. Ok. Thank you. Ok anh Hoàng. Dạ. Bữa nay anh. Ok thank you anh làm gì? Được rồi, chúng ta để em vô. Dạ, thank you everybody. Hả? What do you need? What size you are? I have rim. No có rim. Có. What size you have? I have water. I still have one bottle of water. You don't have any jeans? No. Jeans are small. What size do you have? This one is what size is that one? I don't know. No, maybe it did not maybe, fit for you. Not fit for you. I only have 7 in the floor. That one. I don't know. That one. That one too small. I don't think too small. Fit. Yeah. Small. No, not for you. Small. Small. Yeah, this is. Are you sure? Mm-hmm. You want that? Yeah. Okay. So this is, I think, small. I don't think it's big. Very small. Like that, you might do. Thank you. Uh-huh. You want saw? Cho rồi phải không? Dạ, cho saw phải không? Có cần nhớ không? Sao Thái sao giờ này xuống đây? Xuống nhớ. Có lấy nhớ không? Sao Thái? Đấy. Yeah. Đúng không hợp cho giới trái nó phải. Không, nó cần nói. Hay, nè. Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ. Rồi thôi hết rồi, thôi giãn cơ mình. Rồi, đây. Có gì nữa không? Hết. Không, cho hết rồi. Thank you. Đi lên. Đi xuống làm gì à? Xuống rình ăn trộm hả? Gút tay nha anh Hoàng. Trời ơi, bộ đói bụng hả? Anh còn mì gói ăn không? Không anh, có gì em mua mì ly em cho nha. Anh cần gì nữa không? Có cần gì cứ nói hay là mua cho. Hai chai ga với mì ly. Cái gì nữa không? Ăn nhớ xúc miếng nước để hư răng hết đó nha. Đồ ngọt á. Dạ, ok, good night. Bye, Thái. Need what? Noodle. You need everything. Noodle and... Nhưng mà không có bây giờ. Anh gì? Cần mì. Thì mì thì để hai lần mua thôi, mì ly mê hai lần cho, ok? Ha. Anh Hoàng ít ra ngoài quá tối hù à. Good night mấy anh. Bye. Ông đó mình không còn gì cho ổng hết hả? Good night. Cái ông đó mình không còn gì cho ổng hết ha.
ông Mỹ á. Còn ê, còn bánh kìa, còn bánh á anh, cho ông hai cái bánh đi anh. Nè, đây nè, đây nè, ông Mỹ này nè, nãy mình đâu cho ông đâu. Ông này nè. Đó, ông đó đó. Đó, dưới đó còn mấy cái chỉ cho thằng Thái với, cho thằng Thái hai cái nữa. Dạ. Yeah. Cho mấy cái bánh, mình hết đồ mình cho bánh. Ok man, one cookie. Khóa cờ hả? Cái đó khóa cờ hả? Cho Thái hai cái luôn. Hai cookie không? Hồi nãy mình có cho cô Mỹ này rồi phải không anh? Cho rồi. Ok, thôi đi. Thôi đi được rồi. Rồi xong rồi á. Anh coi chừng anh á. Em ok. Thôi đây lên hả? Đi, thôi đi. Ủa mấy người đó mà. Đi. Mà đúng rồi, sống gì được hay quá. Sống gì thì có điều kiện thì sống trên xe, còn không có điều kiện vậy chứ sao giờ. Tại vì muốn thích sống trên xe thôi chứ còn anh muốn cũng được mà. Hả? Tại muốn sống trên xe thôi chứ anh muốn chỗ cũng được. Thì đó, không muốn chỗ đi, muốn chỗ rồi ra thư viện không, chơi. Ý anh nói mà mày cứ mà không chịu đi làm đi đồ mà sống gì chứ. Thì anh biết người ta rồi, cái chuyện đó là anh biết thừa rồi. Ừ. Thôi nè, dám bỏ xe đi đây á. Dám bỏ xe đi lâu quá thôi. Anh cũng đâu có dám bỏ xe đi. Anh hả? Mà kêu hay lên kêu đi đi chạy trên xe đầy đủ trên đó đó. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà không có bỏ tiền cho anh là được rồi. Ờ, tiền cũng nằm nói đâu trong đó, nằm trong nhà băng. Thì đó. Trong đó laptop rồi đầy đủ. Không, rồi có mấy người đó đó thì ok không sao. Tập tôi chưa bao giờ xuống được nha. Lần đầu tiên xuống hả? Ờ. Tại cái này đâu có gì đâu xuống không kìa. Đâu có gì đâu xuống phải không? Có nhiều người thì bạn nó rủ đi xuống rồi tôi đâu có đứng. Bạn rủ xuống để làm gì? Muốn tôi dồn nhớ gì đó. Hiện giờ đi giờ ban đêm, mới mốt giờ ban ngày. Tôi không biết mà tôi dồn. Mới mốt hay là anh phát đồ hay là rủ anh đi là giờ ban ngày. Mấy người đó họ dồn. Hay là anh không sợ mà anh đi sợ làm gì? Nữ không sợ cho, đàn ông với đàn ông. Nổ. Mà mới mốt có dám đi với hai lần không? Đi có người thì đi chứ. À. Đi mình đâu có sợ. Vậy. Vậy là cái này phải đi bảo vệ anh Khanh rồi. Một xe đồ hồi nãy mền rồi này kia. Hồi nãy tính cho cái anh Hoàng cái mền nó như mà. Ừ ha. Hồi nãy quên anh Hoàng ha, cái bình nước đúng ra bình nước lớn cho anh Hoàng á. Ha. Không, Hoàng nó không có cần. Nó cần cái bình nhỏ. Ông hay cho đồ. Hoàng nó cần cái bình nhỏ. Không thấy giờ ông gọi ông ăn bánh ông hết đoạn rồi hả? Cho hay cho chứ nhiều lúc cũng thiếu chứ. Thì đó nhưng mà tôi vẫn không có muốn ra ngoài lấy cho nên. Thì đó. Lâu lâu rồi hủ anh nó điện ra. Thì đó. Thì bỏ gì ông? Ông hiền. Hoàng hiền. Ông không phải là ông mặc cảm hay gì, không phải, tặng ít ra thôi. Ông ra ông sống kiểu như kêu ông gì? Ông nội tâm. Dạ, ông sống nội tâm. Dạ. Chứ bà xả đồ cho anh Hoàng, như anh có hút tem á, Hoàng có hút tem. Nhưng mà không đủ sống đâu Khôi. Hả? Hút tem không đủ sống. CE luôn cũng ẹo ọt lắm, tại vì bữa hổm á mình hỏi cái một tháng có 200 mấy thì sao Khôi ăn đủ thì ăn gì sao đủ mà ý em nói là bà xã đã chờ mua cho mình chờ tới á. Nhưng mà Khôi thấy được bao nhiêu lần tháng bả cũng đâu có phải là dạng khá giả gì đâu Khôi vậy, đúng không vậy. Thì lâu lâu bả chăm vậy thôi chứ cũng đâu có để mà đủ ấy thì mua được phần nào thôi thì đó. Nhờ cái đèn của anh Khanh mà làm nên chuyện. Không có, em biết anh làm gì không? Anh Khanh, em lấy cái phone kia em mở đèn lên. Nhưng mà nó ấy. Biết. Cái tiện hơn chứ. Thì đúng, nhưng mà ý em nói không có cái đèn. Nghe hai lần nói là đi xuống đó là tôi phải cầm cái đèn thôi. Tại cái phone hồi nó nóng cái phone đó. Đúng rồi. Đúng là nó nhưng mà không có thì cũng phải dùng thôi à. Tại cái đèn này nó xài tới mấy tiếng đồng hồ. Ồ. Cái đèn này có lý nè anh. Nó còn xài vậy nữa nè, chỉ cho thôi. Ồ, sao nãy giờ anh hà tiện anh xài xe này cho nó đã. Coi, ổng hà tiện thôi. Để kêu bấm không chịu. Em đâu biết, đó. Em tưởng là sáng hơn thôi, em đâu nghĩ nó bự vậy đó. Wow. Anh vô anh coi thứ này như cây vậy. Nhưng mà chặt, phải chặt điện hả? Chặt điện xe đó. Nhưng mà anh có anh chặt giống như phone vậy đó. Anh có xe anh chặt, nhưng mà mấy người dưới suối sao ta chặt, hiểu không? Ờ, mấy người dưới suối sao nó chặt. Thì đó. Trời ơi, sáng ồ đã ha. Sáng phừng luôn.
Ông nào giờ còn ngồi đây vậy? Rồi ngồi hát phương tưng lang tàng vậy đó. Còn không, còn cho ông hai cái bánh nào ông ăn không? Hai. Ừ, cho ông sót đi, cho ông vớ đi anh ơi. Cho ông vớ đi. Không, vớ nó giãn, vớ stress ra cho ông hai đôi vớ đi. Ở túi dưới á. Hết bánh luôn chưa? Hết bánh luôn chưa? Dạ, có cái nào dở dở cho ông luôn. No, I don't need sauce. Ồ, vô đừng nếp sót. Bánh còn nhiều lắm. Rồi, thôi, rồi bỏ trong đi, đi. Thôi rồi, đó, được rồi, đi. Thôi đi, được rồi, đi. Thôi. Good night. Giờ ngồi tối ngồi hát nè. Rồi, ra tới thư viện rồi. Đi. Ngồi đó ăn mà, nó thấy còn ngủ nằm đây nè. Cái đó là tấm nệm hả? Ở nệm. Trời, có ghế đồ nữa. Xong rồi cái gì trên xe anh nhiều đồ quá vậy? Sao để cho nó ấm hả? Không, cái dài tắm với mặt thay rồi giặt rồi đó. Ồ, ơ, cái chỗ nằm của ảnh nè. Đó, tối anh ngủ trên xe để em qua đó. Em ơi, coi, đó, người ta ngủ trên xe là vậy nè cả nhà. Ồ, tấm nệm rồi nữa ha. Mà anh nó sạch bông á, anh nó sạch quá. Cái mấy cái thùng này đựng quần áo đó hả? Nó sạch. À. Thay mỗi ngày. À. Vô bỏ. Có để vô bọc luôn hả? Còn cái thùng bên kia đựng gì? Đồ quét nữa hả? Trời, đi ai đi ăn tiệc tùng rồi. Wow. Ủa, anh ở trên xe anh có để cái thùng đựng đá không? Có luôn kìa. Rồi anh rất sạch dễ sợ, cái thùng anh sạch bon à. Rồi là lấy nước xài hả? Wow, ông ấy sạch lắm nè, coi đồ người ta, đồ người ta sạch bon, không phải như xe anh coi. Trời, có hình Phật nữa nè. Anh có hình Phật nữa nè. Wow, trời, anh thờ hình Phật đây luôn á hả? Thôi, vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Wow, mền của ổng sạch bon rồi coi. Đó, người ta ở trên xe đây sạch vậy nè. Ổng như xe anh thò coi với lại chị gì? Chị Mai toàn là rác không à. Xe của ảnh là đồ xài, đồ sạch không à. Có ghế rồi ngồi luôn nữa nè. Ghế rồi ngồi ngoài vậy đó. Ừ. Hả? Ảnh là kinh nghiệm về xe. Ảnh quá sạch sẽ luôn. Ừ, cái chỗ nằm gì ngon nè anh. Ấm lắm. Ừ. Im lưng lắm. Giống miếng miếng niệm vậy đó. Yeah. Cảm ơn anh cho em quay nha. Đó, ở bên Mỹ mấy người sống trên xe là vậy nè cả nhà, thấy chưa? Chỗ nằm của ảnh cũng ngon lành mà. Mền gói đồ đạc của ảnh rất là ngăn nắp sạch sẽ nha. Có thùng đá rồi luôn nha. Ok, cảm ơn anh nhiều. Ờ, có cái cậu, có cái cậu tí hon ở dòi trên đây nó dễ thương không này nè. Đó, có cậu tí hon nữa nè. Đó, dễ thương không? Rất là dễ thương. Ừ, anh Khanh ơi, anh Khanh. Bình nước của anh xài đấy hả? Nước mới đến răng rồi đó. Rồi cái thùng này đựng gì nữa? Đồ. Lại đồ nữa? Đồ nhiều lắm, trời ơi. Có nhiều đồ vậy? Nghĩ ở Mỹ mấy chục năm mà sao không có đồ. Ôi, đúng rồi. Sống đồ dữ lắm. Ghế ngồi rồi nữa. Rồi ghế để mùa hè nóng rồi. Rồi có còn nói chuyện qua lại với bà xã không? À, còn. Cũng còn hả? Còn chứ. Thì sao không, thì mình ly dị mình cũng ở nhà chứ. Không hả? Thấy gì đó, nó còn có chiều sâu. Anh có mấy đứa con? Ba lớn hết rồi. Đúng rồi. Có gia đình hết chưa? Hai cháu chưa. Ờ. Nhỏ gái là 37. Ờ hả? Còn bôi thì 36, sinh năm 1. Chưa nào lấy vợ, với chồng gì hết? Gì hả? Nó ở chung má nó hả? Ừ. Dạ. Buồn quá ha. Anh lấy vợ bao nhiêu lâu rồi? Rồi đi tắm giặt kỳ lưng đó hả? Ở chỗ trời ơi. Thành ra nhiều lúc mình tới mình lãnh đồ người ta không tin là mình không lét. Anh không ngại anh nói anh vô gia cư hả? Anh không có ngại hả? Tại mình đâu bạn bè đồ này kia anh không ngại hả? Không ngại. Mình ăn cắp ăn trộm đúng. Đâu mà sợ. Chính xác. Em bây giờ nói thiệt sự nói chuyện với anh bây giờ mới nói là thật sự anh có nhiều người người ta ngại vấn đề này kia lắm anh Khanh. Nhưng mà không. Có sao mình nói vậy, mình không cắp ăn trộm, không lừa gạt ai thôi, đúng không? Không có ăn lừa gạt. Đúng. Anh nói như vậy người nhiều, rất là nhiều người có cảm tình với anh. Không có lừa gạt ai. Đúng, chính xác. Mình nghèo mình nói mình chịu nghèo thôi. Ừ. Mình ngủ ngoài xe mình nói mình ngủ ngoài xe. Okay. Chuyện nhỏ. Rồi, ok, cảm ơn anh. Rồi đẩy lên đi. Run they close, right? They have left over. No, it's there's one gentleman who belongs to a non-profit organization and he comes out and he'll bring a huge box. Every day? No, just on Saturday. Oh,
em mở cái gì anh? Mở cái ăn của Ấn Độ. They get up in the morning, cook all the food, they put it in those containers, and then they deliver it out. Oh, and really? Then, they just tell them, come get... Oh, you're so sweet. It's fresh stuff. It's really đậu. Đậu, bean. Yeah, đậu. Yeah, cho đồ ăn. Yeah. Smell good, huh? And then... Cái bịch kia là gì chồng? Around mid-morning, I want to say maybe 10:30, 11 o'clock is when he brings that. Oh. And then at 12:30, there's a big truck that comes that says Bread for Life. Uh-huh. It's a church group. Uh-huh. And then they hand out containers like that. Wow, noodles. Look like spaghetti, huh? That comes from a husband and wife that come out. Uh-huh. And they make little lunch bags with that inside. So they'll have that. Very nice. Banana, a little granola bar type thing, water. Oh, so anh không biết chỗ của ông đi lấy, anh đi lấy đồ ăn về. Yeah, the Bread for Life people. Chứ ở đây anh biết nhiều chỗ lắm. Nhưng mà thôi, ở đây ăn còn không hết rồi, đi lấy làm chi nữa. The Bread for Life people also have a container like that. And inside is Indian orange rice, steamed broccoli, and barbecue chicken. They put that in a bag and they give you soda, water, and a little bag of like raspberry cookie. But every Saturday? Yeah, that's every Saturday. And then morning and evening? Just mid-morning? Is when the around 10:30 you say? Uh-huh, around 10:30, 11 o'clock. And then Bread for Life people, they come around 12:30, 1 o'clock. Uh-huh. Being a big blue truck. And you'll see them. Everybody knows when they... And then even in like dinner too? Late afternoon, I want to say maybe about once a month, there's a very large group. I believe they come from Stanford University, like a trust fund or charity, because there's a lot of staff that helps out and set up. And it's a large area. They'll have medical services, and then They have medical there too. Check up everything you guys needed. Just regular checkup, and then they set up the rest of the whole area that they have, or cordon off, and it will be a bag of toiletry or a snack bag, and then from there all the way up to the back where they hold on. Okay, thank you. Anh Phụng làm gì đây vậy? Giờ này ra đây đứng chơi nữa. Mấy nay không đi làm hả? Không. Sao buổi tối đó gọi phone đứng xa ra chút. Buổi tối đó gọi phone gọi cái nói à. Gọi cho ông Chí nào phải không? Gọi lộn số mày hay là nói chứ giờ này anh gọi ông Chí làm gì, tắt luôn cái é, không trả lời luôn. Hay là biết cái gì? Hay là biết tôi gọi hả? Anh Phụng mà sao không biết? Biết anh Phụng sao không biết? Xây vô hả? Mà không trả lời gì, tắt luôn cái ép, giống như ông già 90 tuổi vậy đó, thôi chịu đời nổi không? Bó tài số, hả? Số 303 mà không biết của hay là không biết của ai nữa, chung có bấm lại không? Bấm mà không có lắng anh á, cái đầu anh á, bấm á, nghe phone á người ta phải biết. Mình nói là anh Phụng gọi hả? Biết rồi. Hả? Cái gì? Nghe giọng hay là mình biết thôi. Biết mà mình nói là anh Phụng kiếm giờ này kiếm ai làm gì gọi lộn số mà ông không trả lời, mình tắt phone mất tiêu. Không, mình tưởng là hay là không có biết. Sao không biết? anh giọng anh Phụng mà không biết. Hỏi mày bà chị có xuống thăm anh không? Xuống nó câu rồi đi à. Tại vì anh không có hạp phải không? Không, ta không hạp, cũng đâu có chuyện gì nói đâu. Chị nói với hay là sao phải không? Anh có cần gì thì cứ giống như á là chị biết anh Phụng cảnh cần gì anh sao hỏi hay là be đờ hơn hỏi chị của ảnh. Đúng không? Đúng không? Thành ra chị nói thấy Phụng cần gì thì cứ chị giúp Phụng đi. Rồi chị chi trả lại, nhưng mà cái liều của anh Phụng hay là anh đâu chưa lấy tiền lấy gì hết trơn á. Nhưng mà có vẻ như hả? Quang nó đang xài á. Ai? Quang á, Quang mà ngay của cái gốc cây á. Nhưng mà cái liều lớn của anh xài đúng không? Liều lớn. Cái liều. Liều lớn ha, hay là đưa không? Cái liều ok, cái liều hai người hay là đưa. Anh cho anh Quang. Rồi hay là cho anh cái liều lớn nữa, rồi, nhớ không? Đang xài á. Thì đó. Thì giống như chị, có vẻ như anh với chị thì như là không có được ấy, bởi vì chị dặn em có thể là nhiều khi anh tự ái, đúng không? Anh tự ái với chị phải không? Không có xạo ơi.
bà nói em đó, Phụng nó cần giúp gì giúp đi rồi chỉ chi trả là em biết, là tại bà gặp bà hay càm ràm anh không thích chứ đúng không, cười đúng không, chính xác. Còn mấy nay không đi làm, nghỉ làm luôn hả? Ừ, không ai chịu vậy hả? Rồi không chịu đi hả? Không suy nghĩ, không chịu đi hả? Bây giờ Thịnh Yên á, nó nói khi nào mà có việc nó kêu giờ thôi. Còn mấy nay làm gì, ăn lấy ra tiền đâu ăn? À, gạo cho nó cho nguyên bao tới giờ còn có gạo rồi hả? Với đây có nước tương với ớt thôi. Rồi nói gì? Okay. Anh Phụng có cần mua đồ ăn gì không hay là mua cho ít ăn? Muốn mua gì không? Mua spam ăn spam không? Mua cái thùng mì đó. Mì gì? Mì loại nào? Mama. Mì mama gói hả? Gói gì nữa không? Chua ngọt. Chua ngọt. Cái đó đủ rồi, đi ăn mà. Mì mama, đúng rồi, mì mama. Mì mama chua mà con. Chua không, ngọt, mua, không mua gì để nấu cơm ăn hả? Spam rồi không ăn hả? Hả? Cái gì kỳ? Cái gì kỳ? Cho thùng mì gói đúng rồi. Mì mama hả? Ừ. Vậy thôi hả? Thì đó, thì có gì thì không có đi làm mà không có tiền ăn thì nói cho Lệnh, Lệnh mua cho tiếp tế nhăn lai rai ha. Ok, thôi đi về á. Bye Khôi ơi. Good night. Bye. Khôi uống nước vô cái miệng lỡ rồi đó nha. Rồi làm gì đi cà nhắc vậy ông già? Làm gì đi cà nhắc vậy? Thấy bắt chán tốt không? Dạ. Đó coi nè, có sống ngoài xe đó, nghe nhạc đứng lắc lư vậy đó. Good job. Good job. Thôi bị cái đó, uống cái Pepto Bismol á. Uống cái Pepto Bismol good lắm. Có không? Có không ơi cho. Mùa lạnh sao bị tiêu chảy được? Hả? Bị tiêu chảy hả? Dạ, mùa lạnh. Mùa lạnh sao bị tiêu chảy được? Tại sao? Vô lý. Nổ. Tiêu chảy là do những cái thức ăn mình ăn nhiều chi, nhiều này kia, mình bị giống như là mình bị lactose á, thì mình dễ bị tiêu chảy. Dạ. Nhưng mà coi chừng ăn mấy cái đồ ăn không có được mà mấy cái đồ ăn mà sắp hư á, cẩn thận mấy cái chè đồ này kia, mấy cái đồ sắp hư cẩn thận mấy cái nước dừa á. Yeah, mấy cái đó mà nó hơi yếu yếu là ăn là dễ tiêu chảy lắm đó. Cẩn thận á. Tại vì mùa này nhiều khi đồ người ta xin á, người ta xin tất nhiên người ta bán cả ngày rồi, tới chiều là nó muốn hư rồi. Dạ. Thành ra ăn để em ăn mấy trái cây mà rửa bằng cái nước máy á. Làm bị liền. Trái cây mà rửa nước máy sao vậy? Rửa bằng mấy cái nước máy mà để nó ướt á. Ăn giống như trái cây đó bắt đầu nó ấy ra đó. Thì cẩn thận thôi, mình biết cái gì mình dễ ứng mình cẩn thận thôi. Dạ. Ok, vậy em cần thuốc thôi về á. Dạ. Rồi để coi nếu mà mời hay lần về kịp hay lần mua cho thùng mì. Ừ, đi chân nào cũng được. Bài, good night mấy ông ơi. Đi nói chuyện với mấy người này, mấy người ở ngoài thư viện là mấy người vô gia cư á cả nhà. Cái nói chuyện với mấy người này vui lắm, thoải mái, tinh thần lắm cả nhà. Giờ này 8 giờ, 8 giờ kém 5. Ông xã Hà Lành cũng không gọi Hà Lành luôn. Biết vợ nó khùng nặng rồi. Không biết sao á, mỗi lần mà Hà Lành ra đây á, là Hà Lành cứ muốn nói chuyện với họ rồi giống như lắng nghe rồi góp ý rồi vậy đó. Không biết sao á, mình có cái cảm giác đó, rất là tình cảm với những người khó khăn này, mình hiểu cái hoàn cảnh của họ đó cả nhà. Chứ thật sự hai lần ra đây hai lần giúp á, là với cái tâm trạng là giống như mấy người ngang tuổi với hai lần là bạn bè, mấy người nhỏ hơn hai lần thì hai lần cứ nghĩ hai lần là mẹ của họ. Rồi những người mà lớn tuổi hơn mình á, thì một lời khuyên giống như của một người em khuyên một người anh người chị. Bởi vì nhiều khi ai nói chuyện với hai lần rồi á, một hai lần rồi tự nhiên là có tình cảm, giống như cái cậu mẹ nãy cũng nói á, hay là nói chuyện hay là cậu nói cậu chỉ có uống rượu thôi, nhưng mà lúc trước Lai nói cậu mễ này á, khi mà thư viện lên đèn á thì chị đừng có ở đây tại có mấy cái nhóm người mễ này tụ tập á. Nhưng mà thực sự hay là có nói chuyện vài lần rồi với hôm nay nè,
cậu nói với Helen là cậu cậu tên Nate là N A T E, cậu nói là cậu chỉ cậu không có drug, cậu chỉ có uống rượu thôi. Thì Helen có nói với cậu là cậu có hai đứa con, thì cậu nói cậu có thể ở với cha mẹ nhưng mà do cậu uống rượu con 27 tuổi rồi. Thì Helen có khuyên cậu vài câu thì cậu nói là cô đừng nói nữa, cô nói một hồi là cô make me cry, đó là cô có thể làm cho tôi bị khóc á. Thấy người ta cũng biết là khó khăn, ổng cậu nói là rất là khó mà để cai, cậu biết nhưng mà khó, cậu nói khó lắm, cậu cố gắng mà cậu làm chưa được. Thì mình nói đối với mình thì những cái đó những cái lời excuse thôi, nhưng mà thực sự ra đó mình ích kỷ, mình sống cho bản thân của mình nhiều quá. Mình enjoy cái bản thân của mình, nhưng mà còn con cái của mình thì không có fair cho mấy đứa nhỏ, tại cậu có hai đứa con, đứa con trai đứa con gái nữa cả nhà. Thì Helen có nói nếu như mà thật sự cậu có quyết tâm thì mỗi ngày cậu tự nhắc nhở bản thân của cậu, rồi cậu giống như là cắt giảm từ từ với cái khả năng mình có thể chứ không phải một lần. Thì tại vì sau này tương lai còn có con của mình nữa, nhiều khi nó cần sự giúp đỡ của cha lẫn mẹ đó. Thì người cha cứ uống rượu lè phè vậy hoài rồi tương lai đâu có để giúp cho con đâu, cả nhà thấy không? Thì con nó lớn lên cũng tội nghiệp lắm, mà cái cậu Mỹ này rất là đẹp trai nha, cao ráo đẹp trai mà tướng tá rất là đẹp. Hay là nói với cậu là mày cậu rất là tướng tá, mặt mày cậu rất là handsome á, mà cậu uống rượu cậu sống ngoài xe như vậy mình thấy nó uổng cái cuộc đời quá. Cậu nói I know Helen. Xong rồi cậu không biết bao lâu rồi, đã bao lâu rồi cậu chưa có cái người nào mà nói chuyện với cậu giống cái đường quay của Helen, giống như quan tâm tới những người sống ở ngoài đường á, vô gia cư á. Cái cậu cứ nắm tay Helen hoài. Rồi cậu nói cậu lại nắm tay Helen, rồi cậu còn hung vô tay của Helen nữa. Cậu rất là cảm động á, khi mà mình nói chuyện với cậu rất là cảm động. Thì nói chung mình đối xử vừa con người với con người thì Helen không có phân biệt người Việt hơn nào hết á. Thấy ai trẻ, cậu mới 27 tuổi à, con của Helen là gần 31 tuổi rồi. Cậu 27 tuổi thì Helen nói tôi nói chuyện với cậu là tôi lấy cương vị của người mẹ đó. Tôi nói chuyện với cậu chứ thật sự những người sống ngoài xe đó người ta rất là thiếu tình cảm cả nhà, tội nghiệp lắm. Người ta biết người ta vô con đường đó rất là khó mà để mà bước ra, mặc dù mấy cái nghiện rượu cũng vậy. Rồi có người cũng nói Helen bị ghiền cờ bạc á, mà cũng khó bỏ, chỉ có hạn chế thôi chứ còn bỏ là cũng khó luôn. Đó là Helen tâm sự với giống như những anh lớn tuổi hay là những cậu đức người Mỹ, người Mỹ gì cũng vậy hết, ai cũng có một cái khổ của người ta. Ta biết là cái chuyện đó là không nên, nhưng mà người ta không có control cái bản thân người ta được cả nhà, và rất là tội nghiệp. Đôi khi mình nhiều khi mình không có trong cái trạng thái đó, trong cái hoàn cảnh đó thì mình mới trách họ này nọ, nhưng mà thực sự họ sống trong cái cảnh đó thì Helen nghĩ họ rất là khổ sở để đối diện sau những cái lần uống rượu hay là những cái lần cờ bạc hay là những cái lần hút chích á cả nhà. Sau cái trận đó lại thì họ rất là cô đơn. Thì hỏi cả nhà thôi, cô đơn thì mà người ta càng cô đơn thì người ta lại càng dấn thân vô đó, có tiền bao nhiêu người ta lại dấn thân vô đó, rất là khổ sở.